Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Number one active chanh muối với các khoáng chất thiết yếu natri, kali, clo giúp bù nước, bù khoáng nhanh cho bạn hoạt động bên bỉ. Number one active chanh muối bù nước, bù khoáng bên bỉ đến cùng. Không phải là thuốc và cũng có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng ký kết xây dựng cửa hàng xăng dầu điểm về phòng cháy chữa cháy. Đồng Nai bắt quả tang cơ sở sản xuất dầu nhớt giả số lượng lớn. Chung tay bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thiểu số. Thưa quý vị, thị trường Mỹ, châu Âu ngày càng có nhu cầu sử dụng các loại gạo thơm, gạo chất lượng cao. Thực tế thì Campuchia và Thái Lan đã xuất khẩu sang những thị trường này với giá trị đạt 800 đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó thì gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn chỉ ở mức giá là 400 đến 500 đô la Mỹ một tấn và hầu như vắng bóng trên thị trường gạo thơm châu Âu. Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế, năm 2005, Thái Lan xuất khẩu sang thị trường Mỹ hơn 300.000 tấn gạo, đến năm 2015 tăng lên hơn 500.000 tấn. Trong khi đó, gạo Việt Nam vào thị trường này năm 2015 chưa đến 100.000 tấn. Còn ở thị trường châu Âu thì phần gạo, nhất là gạo thơm chất lượng cao, đã được chia đều cho gạo từ các nước Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, Pakistan và các nước khác. Đáng nói là Việt Nam cũng có gạo thơm nhưng chưa thể cạnh tranh với gạo thơm của các nước. Các chuyên gia quốc tế cảnh báo, nếu không thể cạnh tranh, không có sự thay đổi thì gạo Việt Nam sẽ lệ thuộc chặt chẽ vào phân khúc thị trường có giá thấp. Bằng chứng là năm 2014, 83% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam là xuất đi Trung Quốc. Chúng ta phải làm sao hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của họ, cung cấp và định hướng thông tin thị trường kịp thời. Thiếu thương hiệu gạo vốn là cản trở được nhắc đi nhắc lại nhiều năm nay. Các chuyên gia phân tích trong năm 2016-2017, nhu cầu tiêu thụ gạo thế giới khoảng hơn 400 triệu tấn. Trong khi đó, thì lượng xuất khẩu của Việt Nam vẫn chỉ giữ ổn định ở mức 7 triệu tấn. Tại tỉnh Thái Bình, mô hình nuôi gà trên cát được một người nông dân thử nghiệm và thành công. Mỗi năm, đàn gà nuôi trên cát cho doanh thu hàng tỷ đồng và ít khi nào bị nhiễm dịch bệnh. Trại gà của anh Hoàng Công Điền gần 40 chuồng nuôi, mỗi chuồng có khoảng 1.000 con gà thịt. Các chuồng nuôi được phủ một lớp trấu này thường xuyên được thay đảo để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Ngoài mỗi chuồng nuôi có một sân chơi cho gà rộng khoảng 80 m², các sân này đều được bơm một lớp cát dày 30 cm từ sông Lục Bào trộn lẫn với vôi bột. Cái lợi thế của mình nuôi trên cát thì con gà của mình là một là nó cái đề kháng của nó sẽ tốt hơn con gà nuôi ở cái vùng đất, nó sẽ khỏe mạnh hơn. Khi con gà nó tắm cát thì cái bệnh tật nó sẽ ít hơn. Giờ nắng mặt trời, nhiệt độ của cát có khi lên tới hơn 40 độ C. Nhiệt độ này có thể tiêu diệt các loại virus gây bệnh, nhất là virus cúm. Hầu hết thức ăn chăn nuôi thì được trộn kháng sinh với nguyên liệu như ngô, cám với men tiêu hóa. Mỗi năm trại gà cho doanh thu từ 6-8 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 600-800 triệu đồng. Sáng ngày 24 tháng 11, công ty xăng dầu Lâm Đồng đã tổ chức lễ ký kết xây dựng cửa hàng xăng dầu điểm về phòng cháy chữa cháy. Với đặc thù kinh doanh mặt hàng luôn tiềm ẩn những nguy cơ dễ cháy nổ, thì việc ký kết xây dựng cửa hàng xăng dầu điểm về phòng cháy chữa cháy là một trong những vấn đề cần thiết để nâng cao ý thức, trách nhiệm và kiến thức phòng cháy chữa cháy cho các cửa hàng xăng dầu. Nội dung chủ yếu của giao ước gồm tăng cường tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên học tập và thực tập các tình huống để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra. Tại buổi lễ, 5 cửa hàng xăng dầu điểm về phòng cháy chữa cháy đại diện cho 41 cửa hàng trong toàn tỉnh đã lần lượt ký cam kết đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Ngày 23 tháng 11, Trung tâm Vận tải Hành khách Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hướng dẫn cách hỗ trợ người khuyết tật khi lên xe buýt, tạo sự thân thiện đối với hành khách. Buổi tập huấn hỗ trợ người khuyết tật lên xuống xe buýt an toàn cho nhân viên Trung tâm Khuyết tật và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn. Tại buổi học, các thành viên tham dự được hướng dẫn cách xếp xe lăn nhanh chóng, tư thế ập người khuyết tật lên xuống xe buýt, cách dẫn người khiếm thị đi xe buýt đúng tuyến. Nếu như có chiếc xe máy nào đó mà có thể đi vào khoảng hở giữa xe buýt và cái nhà chờ và thực hiện đúng cái tư thế hỗ trợ lên xe buýt, ngồi vào cái vị trí mà đã được ưu tiên trên xe buýt và sau đó là xếp cái phương tiện đi lại của người khuyết tật, ví dụ xe lăn chẳng hạn, và để ở cái vị trí không có cản trở lối đi ở trên xe buýt. Hiện Sở Giao thông Vận tải đang triển khai đề án đầu tư thay thế mới 1.680 xe buýt giai đoạn 2014-2017. Trong đó có 300 xe CNG sàn thấp thuận lợi cho người khuyết tật.
Hiện nay, Trung tâm Cai nghiện ma túy Tấn Hưng thành phố Cần Thơ đã thực hiện thành công việc cắt nhanh cơn nghiện bằng phương pháp mới, châm cứu kết hợp với xung điện. Bằng niềm say mê nghiên cứu, bác sĩ Võ Tấn Hưng đã tìm ra một hướng đi mới cho y học cổ truyền với sự kết hợp giữa Đông và Tây y, châm cứu kết hợp với xung điện, giúp người nghiện cắt cơn nhanh chóng chỉ từ 7 đến 15 ngày. Trong quá trình châm cứu sẽ xung điện từ 15 đến 20 phút, châm vào các huyệt chống đau nhức, chống mất ngủ, buồn nôn. Phối hợp với việc massage đá giúp người bệnh cảm thấy thoải mái hơn. Khi xung điện đến cưỡng thì bệnh nhân nằm ngủ ngon, bớt đau nhức hơn. Điều trình này thực hiện cách 7 ngày một lần. Bệnh này thì thường thường họ suy nhược. Do đó trong lúc cắt cơn thì phải bổ dưỡng. Và sau khi cắt cơn cũng phải bổ dưỡng bằng dược liệu. Tức là chúng tôi cắt cơn thì hoàn toàn là êm đẹp đó. Cắt cơn có thể nói là rất là tốt. Trong thời gian tới, bác sĩ Võ Tấn Hưng sẽ nghiên cứu sâu hơn để tìm ra phương pháp mới tiến bộ hơn. Chuyển sang các thông tin an ninh trật tự. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 11 tại Đồng Nai, một cơ sở đang sản xuất dầu nhất giả có quy mô lớn tại địa chỉ khu phố 10, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa đã bị lực lượng công an phát hiện xử lý. Qua kiểm tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang Vũ Thanh Long và Vũ Văn Bên đang làm giả các nhãn hiệu dầu nhớt, thu giữ tại hiện trường 42 thùng phi chứa dầu nhớt giả và gần 4.000 chai dầu nhớt giả các loại cùng hàng ngàn bao bì, vỏ chai, tem nhãn mác các loại, thùng cắt tông. Bước đầu, Long và Bên khai nhận, sau khi dầu nhớt được bơm đầy vào các hộp, hai đối tượng sẽ tiến hành dán tem nhãn hiệu vào hộp để mang ra tiêu thụ trên thị trường. Ngày 24 tháng 11, Công an thị trấn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ hai đối tượng dùng keo gắn bông và trái lên cây kiểng, đem bán dạo với giá cao. Theo thông tin ban đầu, hai đối tượng tên Nguyễn Đình Phan sinh năm 1985, ngụ tỉnh Hưng Yên và Lê Thị Tươi sinh năm 1987, ngụ thành phố Hà Nội, chở cây kiểng như lộc vừng, cây sung, bán tại chợ thị trấn Vĩnh Thuận với giá từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng một cây. Tuy nhiên, bông và trái được dán vào cây bằng keo dán sắt. Khi người dân mua về được vài ngày thì phát hiện cây héo úa. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, lực lượng chức năng huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum vừa phát hiện và bắt giữ 77 hộp gỗ xẻ cất giấu trái phép tại nhà ông Phạm Văn Bừng, xã Đắc Trâm, huyện Đắc Tô. Qua đo đếm cụ thể, số hộp gỗ xẻ trên có khối lượng 5,345 mét khối là gỗ dổi thuộc nhóm 4, trên gỗ không có dấu búa kiểm lâm. Chủ số gỗ trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và khai nhận mua số gỗ trên của một số người dân trong xã đem về cất giữ và dự định bán cho các xưởng mộc trên địa bàn. Trước đó, ngày 17 tháng 11, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 11 hộp gỗ xẻ vô chủ tại địa bàn xã Đắc Rơ Ông, huyện Tumarong. Tối ngày 23 tháng 11, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Đắk Nông, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã phát hiện một xe khách chở 120 con rắn hổ mang và nhiều hàng hóa trong khoang chở hành khách. Vào thời điểm trên, tổ cảnh sát giao thông phát hiện xe khách thành công biển kiểm soát 88H7658 do tài xế Nguyễn Văn Cẩn, sinh năm 1977, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Đắk Nông, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe. Qua kiểm tra, trong khoang chở hàng có chứa 120 con rắn hổ mang, tổng trọng lượng 220 kg. Ngoài ra, tất cả các băng ghế chật kín hàng hóa dễ gây cháy nổ. Theo lời khai của tài xế, số lượng rắn trên do một người thuê chở với giá tiền 300.000 đồng trên 100 kg vận chuyển từ tỉnh Vĩnh Phúc vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số rất phong phú và giàu bản sắc đã góp phần tạo nên nền văn hóa Việt Nam đa dạng trong sự thống nhất. Tuy nhiên, công tác bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số hiện đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có sự chung tay của toàn xã hội, nhất là phát huy được vai trò của chính người dân trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Đây là dàn nhạc đặc biệt của dân tộc Ba Na, tỉnh Kon Tum tại không gian làng Ba Na trong ngôi nhà chung 54 dân tộc Việt Nam. Chỉ huy trưởng của dàn nhạc này năm nay mới 29 tuổi, tốt nghiệp trường văn hóa nghệ thuật quân đội, đam mê âm nhạc dân tộc. Kali Trần đã trở về quê hương để tự chế tạo nhạc cụ và kêu gọi mọi người trong và ngoài buôn làng thành lập nhóm nhạc. Với quyết tâm gìn giữ âm nhạc truyền thống, đến nay nhóm nhạc của Kali Trần đã lên tới hơn 100 thành viên. Nhóm đã đi biểu diễn ở nhiều địa phương trong cả nước để lan tỏa tình yêu di sản của dân tộc mình đến với công chúng. Mình phải bảo tồn cái văn hóa của mình để cho mọi người biết rằng âm nhạc Tây Nguyên tuy rằng nó xuất phát từ những cái chất liệu thiên nhiên như là lô ô che nứ, nhưng nó có thể làm được tất cả, có thể chơi được tất cả các loại tác phẩm. Cùng với ý thức gìn giữ âm nhạc dân tộc của lớp trẻ như Kali Trần, những người nghệ nhân dành cả đời gìn giữ âm nhạc dân tộc như nghệ nhân Lưu Xuân Lai đã góp phần làm làng điệu then không bị mai một. Lưu giữ làng điệu này đã và đang xây dựng văn hóa then thành sản phẩm du lịch độc đáo. Thế hiện nay là trong cái huyện Điện Hóa 24 xã và tỉnh Thái Nguyên ấy, chúng tôi là như thế coi là đã truyền bá lại được mỗi một
huyện nào cũng có lớp, mà xã nào cũng có lớp. Bên cạnh những tín hiệu vui đó, vấn đề bảo tồn văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn đứng trước rất nhiều khó khăn. Trăn trở của nghệ nhân là nhà nước cần có thêm những chính sách đặc thù để khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là lớp trẻ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc mình. Trách nhiệm giữ gìn và phát huy vốn văn hóa dân tộc là của mỗi người, trong đó có đội ngũ những người làm công tác sưu tầm, nghiên cứu, truyền dạy và sáng tác. Và di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số cần nhiều hơn nữa những người trẻ như Kali Trần để những thanh âm, những lời ca tiếp tục vang xa. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Nước tăng lực number one cho bạn cuộn trào sảng khoái với vitamin, codeine và inositol giúp bật tung năng lượng để sẵn sàng đương đầu mọi thử thách. Hãy uống number one cho bài chân cuộn trào sảng khoái bật tung năng lượng. Triển lãm di sản thế giới châu bản Triều Nguyễn. Nông dân Ninh Thuận xuống giống cây hành tím vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán dâm qua mạng Zalo.